Với máy làm kem tươi hải Âu, cần bao nhiêu vốn đầu tư ban đầu? Một mô hình quán kem nhỏ sẽ giúp bạn khởi nghiệp dễ dàng hơn là quy mô to, bạn nên thử sức ở mức độ dễ trước, nếu thuận lợi thì có thể mở rộng về sau, tránh bắt đầu ở mức độ khó để nếu gặp bất lợi thì vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Với một mô hình nhỏ, nguồn vốn bạn cần chuẩn bị dao động từ 50-100 triệu đồng, số tiền này được chi cho các khoản như tiền đặt cọc và thuê mặt bằng, cửa hàng kinh doanh, tiền sửa chữa, trang trí cho cửa hàng mua sắm máy làm kem, các dụng cụ làm kem, bàn ghế, tủ kệ trưng bày. Và đương nhiên là phải để dành một nguồn tiền dự phòng riêng để chuẩn bị cho những tháng đầu khi kinh doanh chưa hoàn vốn. Thời điểm và địa điểm kinh doanh Nếu bạn có ít vốn thì nên chọn mặt bằng vừa phải, không cần quá lớn, chỉ cần vài chiếc ghế, bàn nhựa, bảng menu, ô tre, cũng đủ giúp bạn bắt đầu kinh doanh được rồi. Tuy nhiên, do thị hiếu và yêu cầu của khách hàng ngày nay đã cao hơn rất nhiều nên việc thuê một không gian trong nhà và trang trí cho bắt bắt vẫn nên được ưu tiên hơn vị trí quán được coi là yếu tố quyết định tới việc thành công của cửa hàng kem tươi nên chọn địa điểm kinh doanh ở gần trường học trung tâm mua sắm chợ siêu thị công viên khu vui chơi giải trí bởi những khu vực này đều rất thu hút giới trẻ mà giới trẻ lại chính là đối tượng khách hàng chính của món ăn giải khát này trong kinh doanh Yếu tố thời điểm vô cùng quan trọng và quyết định không nhỏ đến sự thành công. Tất nhiên, thưởng thức kem tươi vào tiết trời lạnh của mùa đông cũng là một thú vui của nhiều người nhưng đây lại không phải thời gian dành cho những ai muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, khoảng thời gian đầu hè, tháng 4 là thời điểm lý tưởng nhất để chuẩn bị kinh doanh kem tươi vì nhu cầu của khách hàng lúc này đã bắt đầu tăng rất nhanh. Chọn mua máy làm kem cũ hay mới? Có nhiều ý kiến cho rằng, do mới khởi nghiệp số vốn ít ỏi nên cách tiết kiệm nhất là mua lại những chiếc máy làm kem đã sử dụng với giá thanh lý của các đơn vị khác. Tuy nhiên đây lại là một quan niệm sai lầm bởi máy làm kem là thiết bị quan trọng và chiếm giá trị lớn nhất nếu muốn kinh doanh kem tươi nên cần phải có sự đầu tư xứng đáng. Việc định giá một chiếc máy làm kem đã qua sử dụng là rất khó và chỉ mang tính tương đối vì không ai có thể đảm bảo độ tốt của chiếc máy đó đến đâu. Một khi máy xảy ra sự cố hỏng hóc thì chi phí sửa chữa và thiệt hại trong thời gian máy hỏng, không thể kinh doanh sẽ là cả một nỗi đau đầu cho người sử dụng. Vì vậy, một chiếc máy làm kem mới tuy tốn kém hơn về chi phí đầu tư ban đầu xong về lâu dài sẽ đem lại cho bạn sự yên tâm hơn và tiết kiệm nhiều chi phí hao mòn cho máy hơn thành công với máy làm kem tươi hải âu với nhiều ưu điểm vượt trội của mình các mô đen máy làm kem tươi hải âu đã và đang được người tiêu dùng đánh giá đạt chất lượng hàng đầu thị trường việt nam hiện nay máy làm kem hải âu được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao với dàn linh kiện nhập khẩu trực tiếp từ các nước có nền công nghiệp phát triển châu âu như anh pháp đức ITALI sản phẩm có tem chứng nhận rõ ràng, đạt tiêu chuẩn ISO 900, 2015 và sơ Marking. Nhờ vậy, máy làm kem tươi hải âu hoạt động rất bền bỉ và ít xảy ra sự cố. Máy làm kem tươi hải âu thiết kế nhỏ gọn và sang trọng nhờ lớp vỏ ngoài bằng inox cao cấp. Quy trình sản xuất kem của máy diễn ra hoàn toàn tự động và khép kín nhờ bảng điều khiển điện tử bên ngoài giúp hạn chế tối đa bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập. Khả năng kiểm soát nhiệt thông minh và tùy chỉnh độ suốt của máy làm kem tươi Hải Âu sẽ giúp những ly kem luôn đảm bảo được sự tươi ngon nhất. Với những cải tiến trong sản xuất, máy làm kem Hải Âu có thời gian sản xuất kem nhanh, chỉ 3-5 phút cho một mẻ kem tươi. Ngoài ra, thời gian bảo hành lên tới 3 năm và tặng kèm một lượng lớn nguyên liệu làm kem cũng góp phần giúp máy làm kem tươi Hải Âu chiếm được sự yêu thích đến từ rất nhiều khách hàng. Thông tin liên hệ Hải Âu Group. Email: haiau com website https trên trên hải Âu, com trên hotline 0913.102.168 và 091 507 8989. CSKH và trung tâm bảo hành 1900 1772